Sự chết đã bị vùi lấp trong chiến thắng 1 Corinto 15. Death is swallowed up in victory. Chỉ trong giây lát, chỉ trong chớp mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên, vì tiếng kèn sẽ vang lên, và kẻ chết sẽ sống lại và tồn tại mãi mãi. Và chúng ta sẽ được biến đổi. Chính vì thế chúng tôi ca, sự chết đã bị vùi lấp trong chiến thắng. Alleluia, alleluia. Sự chết chiến thắng con người ở đâu? Alleluia, alleluia. Sự chết chốt nào nằm đâu của người? Alleluia, alleluia. Nọc độc của sự chết là tội lỗi có mạnh mẽ cũng bị lề luật. Nhưng chúng ta chiến thắng tất cả nhờ Đức Giêsu Kitô. Chính vì thế chúng tôi ca, sự chết đã bị vùi lấp trong chiến thắng. Alleluia, alleluia. Sự chết chiến thắng của người ở đâu? Alleluia, alleluia. Sự chết chốn nào nằm đâu của người? Alleluia, 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 alleluia. Anh em tôi xin nhắc lại về một tin mừng tôi đã loan báo cho anh em, cũng như tôi đã nhận lãnh rằng Chúa Giêsu đã chết bởi tội chúng ta đúng như lời Kinh Thánh, và Ngài đã sống lại đúng như lời Kinh Thánh. Rồi Ngài hiện ra với Phêrô, rồi nhóm 12, rồi Ngài hiện ra với hơn 500 anh em, và sau cùng Ngài hiện ra cho tôi. Chính vì thế chúng tôi ca, sự chết đã bị vùi lấp trong chiến thắng. Alleluia, alleluia. Sự chết chiến thắng của người ở đâu? Alleluia, alleluia. Sự chết chốn nào nằm đâu của người? Alleluia, 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 alleluia. That is why we sing. Death is swallowed up in victory. Alleluia, alleluia. Oh death, where is your victory? Alleluia, alleluia. Oh death, where is your sting? Alleluia, alleluia. Hallelujah.